This cat is very cute. Con mèo này thật là đáng yêu đúng không? This cat is very cute. Xin chào tất cả các bạn, mình là Minh Trang và mình là giảng viên của English English. Và hôm nay mình muốn giới thiệu cho những bạn mà các bạn mới bắt đầu học tiếng Anh và các bạn không biết là thực sự mình nên học những cái từ vựng như thế nào trước đúng không? Thì mình muốn giúp cho các bạn một xíu thông qua cái việc là mình giới thiệu những cái từ mà nó rất là cơ bản và nó có thể giúp các bạn để ít nhất là nói ra được cái ý của mình trong khi bắt đầu bước nói tiếng Anh đúng không? So first, đầu tiên khi mà các bạn muốn giới thiệu bản thân thì sẽ có những cái từ như sau. Rất là hay nghe đấy là hi hoặc là hello. Hi, hello. Các bạn hiểu cho mình là xin chào. Tuy nhiên thì hi nó mang cái phong thái là nó thân mật gần gũi hơn. Còn lúc mà mình mới gặp người khác thì mình chỉ nên nói là hello hoặc là chào đằng ấy đúng không? Tiếng Việt mình các bạn sẽ hay có chào đằng ấy, thì tiếng Anh cũng vậy. Tiếng Anh mình có là hello there hoặc là hi there. Chào đằng ấy, ok. Và next, khi về giới thiệu thì không thể thiếu cái từ là tên. Và mình có từ đấy là name. Các bạn cùng phát âm lại với mình nhé. We say name. Alright, name. And khi mà giới thiệu thì mình cũng nói về mình làm gì đúng không? So, từ tiếp theo đấy là từ work. Làm việc. Các bạn nói lại mình nhé. Work. Mình có ví dụ như sau. Đấy là, well, I don't work now, I am just a student. Tôi không có làm việc bây giờ, tôi chỉ là một sinh viên thôi. I don't work, I am just a student. Alright. Và tiếp theo, mình có từ đấy là học. Đang học chẳng hạn, học. Động từ đó là, mình có động từ là study. Ok, các bạn nói lại nhé, study. Ví dụ, I study English. Now, I study English. Ok. Đó. Tiếp theo, các bạn bắt gặp rất nhiều những cái câu hỏi trong cuộc sống thì tiếng Anh sẽ có những câu hỏi từ để hỏi cho các bạn như sau. First, đầu tiên đấy là ở đâu? Where? Ok, các bạn nói lại nhé. Where? Mình có ví dụ rằng where do you live? Bạn sống ở đâu? Where do you live? Ok, next. Tiếp theo thì mình có từ là when. When có nghĩa là lúc nào. So, mình có ví dụ rằng when do you go to school? When do you go to school? Lúc nào mà bạn đến trường? When. Từ để hỏi tiếp theo cho các bạn đấy là what. Ok, say again, các bạn nói lại nhé. What có nghĩa là cái gì. So, mình có ví dụ rằng what is your name? What is your name? Tên của bạn là gì? Okay. Tiếp theo mình có từ để hỏi why. Say again, các bạn nói lại rằng là why. Nó nghĩa là tại sao. Mình có ví dụ cho các bạn. Why do you smile? Why do you smile? Tại sao bạn lại mỉm cười, đúng không? Why do you smile? Good. And next, tiếp theo mình có đấy là how. Các bạn nói lại nhé, how. Mình không nói how đâu nhé, mà là how. Nó là âm ao. A-u, ghép lại. Okay. Nó có nghĩa rằng là như thế nào. Alright. Mình có câu ví dụ như sau. How do you feel today? Again. How do you feel today? Hôm nay bạn thấy như thế nào? Hoặc câu các bạn thường bắt gặp là bạn có khỏe không đúng không? Dịch là như vậy thì tiếng Anh mình nói là How are you today? Hôm nay bạn khỏe không? How are you today? Alright. Mà để đáp lại như vậy thì các bạn sẽ nói thế nào? Alright. Có rất nhiều cách để mình có thể đáp lại cái câu đấy đúng không? Không nhất thiết, rất là khôn khổ như các bạn thường nghe đấy là I'm fine, thank you, and you? Nó rất là sách vở, ok? Thực tế hàng ngày thì các bạn có thể đáp rất nhiều cách, ví dụ như rằng là fine,
hoặc là oh, I'm great, tôi tuyệt vời luôn, ok? Or không tệ đâu, mình có thể đáp lại là mình không tệ. Well, not bad, ok? Rất là nhiều cách để các bạn nói. Và tiếp theo, trong tiếng Anh hàng ngày cũng rất là hay nhắc đến những cái từ ví dụ như ở đây, ở kia. Ở đây thì các bạn sẽ nói là here. Alright, mình có ví dụ như dạng như sau nhé. I am sitting here. Tôi đang ngồi ở đây này. I am sitting here. Và đằng kia các bạn sẽ có từ there. Ok, các bạn nói lại mình nhé. There. There. Ok. So, như các bạn biết nãy mình có nhắc đúng không? Đấy là ví dụ người ta bảo oh, hello there. Chào đang ấy. Ok, hoặc là các bạn nói là oh, he is over there. Anh ấy đang ở kia kia kìa. Ok, he is over there. Good. Và tiếp theo các bạn cũng hay nghe đấy là cái này và cái kia. Thì các bạn phân biệt cho mình nhé. Đây và kia sẽ nó sẽ khác với cái này và cái kia. Cái này mình có từ là this. Các bạn nói lại mình nào. This. So, mình có ví dụ là oh, this cat is very cute. Con mèo này thật là đáng yêu đúng không? This cat is very cute. And that, that là cái kia. Mình bảo là oh, that dog is cute too. Con chó kia thì cũng rất là đáng yêu. That dog is cute too. Okay, that. À, và tiếp theo, khi mà nói thì mình nói về thời gian hay là ngày tháng cũng rất là quan trọng đúng không? Thời gian các bạn hay nghe đấy là cái từ time. Ok, listen again, các bạn nói lại mình nhé. Là time. Các bạn không nói là time nhé. Nó là âm T. Nó nhẹ thôi, nó là time. Good. And nói ngày tháng thì đầu tiên các bạn có ngày. Trong tiếng Anh mình có từ là day. Say again, các bạn nói lại nhé, day. What is the day today? Hôm nay là ngày gì, thứ mấy? What is the day today? Okay. And ngày rồi các bạn sẽ có tuần đúng không? Tuần trong tiếng Anh mình sẽ nói là week. Say again. Week. Alright. So mình có ví dụ như sau. I want to hang out this week. I want to hang out this week. Tôi muốn đi chơi tuần này. Okay, I want to hang out this week. And tiếp theo, tuần rồi thì các bạn sẽ có tháng đúng không? Tháng mình có từ là month. Alright, say again, các bạn nói lại nhé. Month. Okay. I have one example for month. Đấy là this month, I think I want to travel. Tháng này tôi nghĩ là tôi muốn đi du lịch chẳng hạn, đúng không? Right, so this month I want to travel. And sau tháng rồi chắc hẳn lấy phải là year. Year có nghĩa là năm đúng không nào? So I have one example, mình có ví dụ như sau. There are 12 months in a year. Có 12 tháng trong một năm. There are 12 months in a year. Okay. Đó. Và tiếp theo, để nói cái này có tốt không, cái kia như thế nào thì mình sẽ có những từ như sau. Đầu tiên tốt các bạn hay nghe đấy là good. Alright, chúng mình cùng nói lại nhé. Good. Mình có ví dụ như sau. I think he is a good boy. He is a good boy. Tôi nghĩ cậu bé kia là một cậu bé rất là ngoan. He is a good boy. And đối nghĩa với good, chúng mình sẽ có từ bad. Các bạn nói lại mình nhé. Bad. Nó có nghĩa là không tốt này, nghĩa là xấu, tệ chẳng hạn. Okay, thế thì không tệ đâu, nó là not bad, đúng không? Right. Và những cái từ rất là ở mức trung bình, nó rất là hay nói, tuy nhiên thì nó không có biểu tả được cái cảm xúc nhiều. Ví dụ như các bạn hay nghe đấy là fine, ổn, khỏe. Nhưng mà khi mà các bạn bảo, ai đó hỏi các bạn là how are you? Các bạn bảo là fine, cũng ổn thôi. Thì người nghe sẽ cảm giác là ồ, bạn ấy có thể là bạn ấy nói cho có thôi. Đấy.
chỉ để ra từ fine nè, hoặc là cũng tạm tạm, cũng ổn, kiểu cũng kiểu như là fine, mình cũng là okay. Well, ai đó hỏi bạn thì bạn bảo là oh, I'm okay today. Hôm nay tôi cũng ổn, you know. Đó. Nhưng không thực sự là hay như là great, tuyệt vời. Hay không thực hay như là very nice, chẳng hạn, đúng không? Right. Nó hơi chung một chút, các bạn lưu ý nhé. Okay và fine. Và tiếp theo, những cái động từ mà các bạn vẫn thường hay thấy trong cuộc sống hàng ngày cũng hay được rất là nhắc đến trong tiếng Anh, thì mình có những cái cụm như từ như sau. Đầu tiên là các bạn thức dậy, đúng không? I wake up. Các bạn nghe lại nhé. We say wake up, wake up. Alright. I have one example. Ví dụ như sau. I wake up every morning at 5 a.m. Mỗi sáng như vậy, tôi thức dậy vào lúc 5 giờ sáng. Okay, đây là ví dụ. Tiếp theo, động từ ăn cho các bạn, mình có từ eat. We say again, mình nói lại nhé. Eat. Alright. What do you like to eat? Bạn thích ăn cái gì? What do you like to eat? Okay. Và tiếp theo, mình có từ ăn rồi thì có uống, đúng không? So we have drink. Chúng mình có từ động từ là drink. Drink. Các bạn không nói là drink nhé, nó là drink. Drink. One example, ví dụ như sau. I like to drink watermelon juice. Tôi thích uống nước ép dưa hấu. I like to drink watermelon juice. And what about you? What do you like to drink? Các bạn thích uống gì, đúng không? And next. Tiếp theo, thức dậy ăn uống thì có ngủ nữa. Ngủ các bạn có là sleep. Again, mình nói lại nhé. Sleep. What example? Ví dụ như sau. When do you go to sleep? Lúc nào thì bạn đi ngủ, đúng không? When do you go to sleep? Right. Và tiếp theo của những động từ khác như sau nhé. Mình có động từ đấy là look. Nhìn. Okay. Các bạn nói lại nào. Look. Ví dụ như các bạn bảo nhìn cái gì, mình bảo là tôi nhìn anh ấy chẳng hạn. I look at him. I look at him. Hoặc là các bạn dùng như kiểu là oh, nhìn kìa. Hey, look. Hãy nhìn kìa, hey, look. You know? Đó. Và tiếp theo, mình có những cái động từ ví dụ như là do. Do. Có nghĩa là làm. Làm gì đó, đúng không? À, hãy làm điều đấy đi, okay? Just do it. You know? Just do it. Okay. And mình có một động từ khác cho các bạn, đấy là make. Thì các bạn lưu ý cho mình cái make nó cũng là làm. Tuy nhiên make và do nó sẽ tùy cái cụm từ nó đi cùng, tùy văn cảnh để mình có thể dùng. Okay? Alright. Ví dụ mình bảo là nói chung chung thôi. Do it. Hãy làm cái điều đó đi. Okay? Tuy nhiên make ở đây là ví dụ như bạn làm bánh chẳng hạn, đúng không? Thì mình sẽ bảo là you, I make the food, I make the cake. Đúng không nhỉ? Đó. Mình cũng có thể bảo là I do food được, đúng không? Nó sẽ tùy cái ngữ cảnh các bạn nữa. Okay. Thì cái này là khi mà các bạn dùng nhiều hoặc nghe nhiều, các bạn sẽ hiểu lúc nào mình dùng cái gì. Ok. Đó. Và tiếp theo mình có động từ là take. Alright. Again, nói lại nhé. Take. Nó, thực ra cái động từ take nó rất là nhiều nghĩa. À, tuy nhiên cái cơ bản, nghĩa cơ bản nhất của nó đấy là mình lấy, mình nhặt, mình lấy. Ok. Đó. Ví dụ như tôi mang cái ô để đi đâu đấy chẳng hạn. I take the umbrella with me. You know, tôi mang ô theo mình. Ok. So, như trên là những cái động từ hoặc những cái từ rất là cơ bản trong tiếng Anh cho những các bạn mới bắt đầu, đúng không? Thì mình hy vọng các bạn đừng có lo quá, do not worry, và các bạn cứ học dần thôi. Tốt nhất là mình cứ học theo văn cảnh đã, học qua những cái đoạn hội thoại hàng ngày để mình biết cách người ta dùng từ như thế nào. Và sau đấy thì mình sẽ nhớ dần thôi. Ok? Thì mình chúc các bạn có thể áp dụng được những cái từ mà mình vừa giới thiệu xong vào cái bài nói của mình hàng ngày. Thì chúc các bạn học tốt.